Tiếp theo là cây giấy Mỹ nha. Cây giấy Mỹ này là nó giót ngọn luôn nha quý vị, lùng lực nha, sumo nha quý vị. Từ dưới cao lên 2 tấc 2, từ dưới gốc lên tới trên cái đỉnh đầu của nó này là 2 tấc 2 nha. Cái ngọn này không tính, tính tới cái đỉnh đầu của nó thôi. Từ dưới gốc lên là 2 tấc 2, sumo luôn. Đây giấy Mỹ nha, cây này có giá là 1 triệu, quanh nó thì có khoảng 3 tấc ngoài đó, đo ngay chỗ này nè là 3 tấc ngoài đó. Cây này cũng ít có lắm nha. Đây cái chai trà xanh nè, ô long nè, chị thấy không đó. Cây này 3 tấc mấy nha quý vị. Rồi để quay trên quay xuống nha. Đây nè, giờ quay vòng nha. Rồi quay vòng. Đây đó. Đây. Đây. Nhìn 2-3 khía cạnh luôn nha. Mặt sau nó nè. Đó. Đây. Đó. Một cây giấy Mỹ giá 1 triệu, không phí vận chuyển, sumo luôn, lùng lực luôn. Cây này cũng kiếm khó lắm nha quý vị. Đây 1 triệu nha quý vị. Rồi một cây giấy Mỹ giá 1 triệu, không phí vận chuyển. Rồi, xin kết thúc nha.